Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sài Gòn Đo. Ngày hôm nay Sài Gòn Đo sẽ lắp đặt cửa gỗ tự nhiên tại showroom Vườn Lài, quận 12. Hiện nay thì cửa gỗ tự nhiên được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, do đó mà mẫu mã sản phẩm cũng sẽ trở nên đa dạng hơn. Cửa gỗ tự nhiên vẫn là loại cửa yêu thích của người tiêu dùng bởi độ cứng cáp, độ bền, có giá trị thẩm mỹ cao và đa dạng về mẫu mã. Bây giờ cùng bước vào các bước hướng dẫn lắp đặt cửa gỗ tự nhiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đo đạc, lấy dấu và cắt loại bỏ phần thừa khung bao. Tiếp theo thì thợ sẽ cố định bản lề vào khung bao. Xong tiếp tục, thợ sẽ lắp ghép khung bao. Sau khi hoàn tất khung bao thì thợ sẽ cố định khung bao vào ô tường. Cố định cánh cửa vào bản lề. Và sau đó thợ tiếp tục bơm keo phong để chèn độ hở khung bao và ô tường. Và đợi keo khô trong vòng 20-30 phút thì thợ sẽ lắp đặt khóa cửa. Lấy dấu và cố định yếm khóa. Tiếp tục tới bước cố định nem chắn cánh. Ở đây thì thợ sẽ dùng máy bắn đinh để đóng nẹp trắng vào. Tiếp tục tới bước cố định nẹp che. Hoàn thiện bằng keo silicone. Và cuối cùng là dọn dẹp vệ sinh khu vực và bàn giao cửa cho khách.